chào quý vị khán giả, mình là Miko Lan trên đây, rất vui được gặp lại quý vị ạ. Bây giờ khoan đi, bài ở vị trí số 13 đi rồi mình kể. Tại vì cái bài này em thấy có mã code nhạc chờ. Em đăng lên trang web www.funring.vn để kiếm mã số bài này. Chính thấy là cái công việc làm ở radio giống như là một cái định mệnh của cuộc đời mình rồi. Từ lúc mà mình chưa có tốt nghiệp đại học là mình đã được vào làm cái công việc đó, như là gắn bó với mình một khoảng thời gian dài, và mình đã cùng với những người đồng đội của mình để xây dựng lên những cái chương trình gây dấu ấn cho các khán giả thời gian đó. Đến tận bây giờ Trinh vẫn tiếp tục công việc này ở những nơi khác, những nơi mà cần đến sự xây dựng của Lan Trinh. Lan Trinh cảm thấy thật sự bây giờ mình cũng không có dám tự tin, nhưng mà mình cũng có nhiều kinh nghiệm để có thể hướng dẫn lại cho các bạn mới vào nghề. Trinh rất là vui chuyện đó. Trong quá trình làm thì có rất là nhiều những câu chuyện vui được chia sẻ, những cái kiến thức, hiểu biết và những cái kinh nghiệm trong âm nhạc mà nhờ làm radio Trinh mới có thể phân tích và biết được đường hướng của các ca sĩ. Và bên cạnh đó Trinh cũng được chia sẻ rất nhiều những lời tâm tình của các thính giả gửi thư về. Là radio là nghề, một cái định mệnh của Trinh cũng như là một cái trường học giữ Trinh để Trinh có thể làm được tốt những cái công việc khác.